Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Thì hôm nay Nguyễn Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một hoàn cảnh của anh Dương Văn Lắm. Năm nay anh cũng 50 tuổi rồi cả nhà. Hiện giờ thì Nguyễn Ngọc cũng nghe chòm xóm nói là anh cũng mang nhiều chứng bệnh. Và anh cũng có nuôi thêm một người em trai bị bệnh bẩm sinh. Coi như là nằm một chỗ, nhìn hoàn cảnh của anh rất là đáng thương. Nằm một chỗ đi. Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng vào chia sẻ hoàn cảnh của hai anh em của anh như thế nào nha. Thì đây vô tới nhà ảnh rồi cả nhà. Thì đầu tiên này Nguyễn Ngọc cũng thấy là người em của anh nằm đây nè cả nhà. Rồi dạ em chào anh nha. Thì em cũng có nghe chòm xóm nói về hoàn cảnh của hai anh em của anh thì rất là khó khăn. Bởi vậy em cũng đến đây em cũng muốn chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em anh ha. Dạ. Anh họ tên đầy đủ là anh tên gì hả? Dương Văn Lắm. Anh Dương Lắm, anh năm nay được mấy mươi anh Lắm? 50 à. Dạ. Thì em muốn nghe nói là cái hoàn cảnh của em trai của anh là bệnh lâu hả anh Lắm? Bệnh hồi nhỏ tới lớn lận. Bẩm sinh hả anh Lắm hả? Bị chất độc da cam á. À chất độc da cam. Hai thằng người lận, người thứ hai chết rồi. Người thứ hai nặng hơn nữa. Coi như là trong gia đình anh bị hai nói người. Chung tôi từ hồi đó giờ tôi nuôi hai thằng này không tôi không làm cũng có làm gì. Dạ. Lúc ba mẹ còn thì đi làm. Dạ. Toàn lao động không giác cái dạy xe này nọ bờ bụi gì thôi. Dạ. Thì bán vé số này nọ cũng có luôn. Dạ. Cái gì cũng có hết tất cả. Dạ. Có nhà này thì cũng người ta cho nè. Dạ. Có tấm bảng đó. Dạ. Tấm bảng của mạnh thường quân đó là nhà tình thương tặng ha anh Lắm ha. À. Dạ. Chứ làm đi làm gì được đâu. Cái nhà này cũng của bên nhà tình thương tặng cho hai em anh cả nhà. Thì hai bác mất lâu chưa anh Lắm? Mười mấy năm rồi. Dạ vậy đó hả? 18 năm, 17 năm gì rồi. Dạ. Anh hằng ngày là anh đi làm công việc gì hả anh Lắm hả? Đương giờ đó thôi, nó bệnh là mùng cả năm nay không làm gì được hết anh. Em thấy anh ốm quá trời vậy anh Lắm. Bị đường với bị phổi á. À, bệnh tiểu đường đó hả? Cái bệnh tiểu đường này mà mình không điều trị cẩn thận là nó dễ biến chứng lắm nhỉ Lắm. Đúng rồi, gần năm nay, gần cả năm rồi đó. Dạ. 7-8 tháng nay rồi. À, người em anh năm nay được mấy mươi hết Lắm? 42 rồi. 42 tuổi rồi ha. Coi như là anh nằm thì không chứ đâu có ngồi được hết Lắm hả? Nó bị liệt bại, nó đi được. Lúc trước đó, nó đi được, bây giờ nó bị rút gân, nó như tai biến rồi. Dạ. Nhìn thấy em trai của anh nằm rất là tội cả nhà, như là mặt tả suốt ngày vậy đó anh Lắm ha. Trời ơi, người ta cũng cho rồi thôi, tiền thì đi mua cái nọ thôi. Dạ. Chứ tôi bây giờ từ lúc mà anh bệnh tới giờ là mình cũng đâu đi làm gì hết Lắm. Không có làm gì được đâu. Trước kia thì mình cũng có đi làm. Trước có đi làm, ta kêu đi làm này nằm nọ, đi sửa nhà cái nọ sớm ghiền không à, đâu dám đi xa. Dạ. Mà bỏ này đâu được thì đi xa bỏ em trai ở nhà cũng không được. Lúc trước mà không tiền đâu có mặn tả đâu, trời ơi nó chỉ ở chay đá dầm mệt mỏi quá trời mệt mỏi. Dạ thấy rất là tội cả nhà. Bây giờ người em trai cũng nằm đây một chỗ, năm nay cũng 42 tuổi rồi. Lắm trước giờ là mình có vợ con gì không anh Lắm? Không luôn, ba anh em không có vợ con ai vậy? Dạ là cái người anh thứ hai. Người anh thứ hai xong tới anh. Tới anh xong mới tới cái người này. Này. Dạ, yeah. Mà người anh thứ hai coi như là mất rồi ha. Mất rồi. Là cũng bị cũng bệnh mấy bẩm năm, sinh hả? Cũng y gan là từ nhỏ tới lớn luôn đó. Dạ. Yeah. Này chắc độc da cam đó. Dạ. Yeah. Trồn dưới này nè. Coi như là ở đây là cũng như cái đất nhà mình ha Lắm ha. Ừ, đất nhà. Thì cũng may mắn là có được cái nền đất nhà thành thử ra nhà nước thì có hỗ trợ các nhà đó, hai anh em ở đó. Dạ. Lúc này trước là phải vậy đâu, trời ơi mưa dạt lá lú không à. Dạ. Nhà sàn mục mẹ dân cây cối để dây nước mà rửa huyết mà nó mục cây luôn á. Dạ. Như là trước kia là mình ở nhà sàn ha, nhà cây nhà lá đó. Dạ, nhà cây nhà lá. Sau này mới nhà nước hỗ trợ cho mình là được cái nhà thiết này. Dạ. Yeah. Trước kia mình chưa bệnh mình cũng đi bốc vác rồi đó hả anh Lắm? Chạy xe. À, chạy xe ba bánh rồi đó hả? Xe ba gác xe, rồi xe đầu á.
xem đo đo á, đo mà đo xe đó xe mướn nữa đó, không xe phải xe chủ nữa. Chứ xe Honda là mình mướn ha, trước rồi cho mướn lâu rồi, ai cũng có xe nhiều cho mướn. Dạ. ngày 20 ngàn. Dạ. Như anh Lắm, anh có hay đi ra bệnh viện khám bệnh không anh Lắm? Có mà khi cũng tiền không mà bực bội lắm. Nhiều khi mình không có chi phí để đi khám ha. Có chi phí đóng, có bảo hiểm ta cho luôn. Dạ. Khi mà tiền mà không đúng trong bảo hiểm phải tự đóng. Dạ đúng rồi, trong bảo hiểm thì nó cũng có không, nhiều không nằm trong bảo hiểm. Nhiều cái thuốc là nó không có trong bảo hiểm, mình phải mua anh. À, bắt buộc mình phải mua. Bắt buộc mua phải đóng. Dạ, thì bởi vì nó đó. Khó khăn là từ chỗ vấn đề đó. Rồi ha. Vấn đề đó không cũng không nhắc không cần. Vô đó nó kêu bệnh tôi á, lúc nào nó cũng vô đó nó kêu tôi là nhập viện hết tất cả. Dạ đúng rồi, như anh bây giờ không, vô bệnh, là nó anh quá nặng rồi. Quá nặng rồi. Anh phải đi nhập viện mới được, mà nhập viện được rồi á thì hàng ngày ai lo. Nó cũng khổ ha. Nó tôi tính trước nữa thời gian đó nữa. Thì anh Lắm anh nói là bây giờ cái bệnh nịnh cũng rất là nhiều cả nhà. Thì cả nhà nhìn thấy cái xe giờ tôi đi không là không được thân nữa. Thể ảnh thì cả nhà cũng biết rồi đó. Ảnh rất là ốm. Mà nếu như mà vô bệnh viện mà nhập viện á thì coi như là cái người em này ở nhà thì không ai lo, không ai chăm sóc, không ai lo đâu. Thành thử ra ảnh phải cố gắng để chịu đựng. Chứ tôi nếu như ảnh nằm viện rồi thì rất là tội cho người em này. Tôi nằm viện là tôi sống nào. Tôi bảo lắm, tôi nằm viện là tôi sống, tôi nằm viện là tôi chết viện này nè. Tôi biết trước nữa. Mà bây có giờ thể. Anh em mà biết bỏ đâu giờ anh Lắm thì biết sao bây giờ thì tới đâu hay tới đó vậy sao bây giờ. Chấp nhận cắn răng chịu đựng thôi chứ giờ nhìn người em mà nằm chỗ này rất là tội cả nhà. Bởi vì anh Lắm ảnh không đành lòng để nhập viện điều trị cái chứng bệnh của ảnh. Thành thử ra là cái bệnh tình của ảnh một ngày một trầm trọng thêm. Cũng rất là khó xử cho anh. Bà con dòng họ mình ở đây cũng không có anh Lắm. Sớm viện không à? Dạ. Bà con dòng họ ở xa mà không có quan tâm đâu. Dạ. Thì như anh Lắm bây giờ mà muốn đi làm là cũng khó cả nhà. Nếu đi làm rồi thì bỏ người em trai ở nhà cũng không ai săn sóc. Bởi vì bây giờ Ngọc nhìn hoàn cảnh hai anh em của anh rất là đáng thương. Anh trước kia là chắc cũng cao to lắm ha anh Lắm ha. Anh thấy tôi lực lắm. Anh là dài quăng này nè. Lúc trước tôi giác cây là lực lắm, một cái cây là 130, 140 đó. Vậy đó anh. À, tôi giác một cái là 130, 140 á. Thấy tướng tá ảnh là Nguyễn Ngọc thấy nghĩ là tôi lực lắm chứ đâu phải cao đâu. To lắm chứ không phải như vậy đâu anh nhà. Nhưng mà tại vì bệnh tình bây giờ kiểu như rút rồi thành thử ra người anh gầy gò. Chứ ngày xưa là mình giác lần 130 kg đó anh. Ờ. 130 kg là cũng như là nặng lắm á, không phải nhẹ đâu. Cái nóng đá tôi giác 100 mấy đó. Yeah. 3 mét á, giác lên mình lên đó. Yeah. Nóng đá nghe, phải nóng đúc nha. Yeah. 100 mấy á, nóng đúc rồi giác không nổi. Yeah. Rồi như người em của anh là mỗi lần ăn cơm là anh phải đúc ha. Nó đúc đó. Yeah. Đúc không à. Yeah. Ảnh có khi nào la hét gì không anh Lắm? Có, tôi đi ra bước ra chút xíu là mày vắng mặt tôi là nó la rồi. À, ảnh cũng vậy ha. Mới bước ra thôi là nó la, nó ghen rồi. À, kiểu như không muốn anh đi rời khỏi đó ha, sợ bỏ đó. Đúng nhiều rồi. Nhiều khi anh sợ anh bỏ đó. Ha, thấy cũng tội ha. À, tôi không có ngủ nghe gì được đâu. Dạ. Không có ngủ giờ nào được hết trơn á, bỏ hết xung quanh đây. Sớm đây ngủ còn không được với nó nữa. Anh la ha. La lớn gì lắm. Nhiều khi đau quá thì anh có đau đớn nhiều khi cũng sao? mua thuốc là mua thuốc chẩn đoán thôi. Dạ. Chứ không biết thuốc gì thôi, thuốc nhức mỏi, thuốc bổ rồi cái nọ đó, nhức đầu đau bụng cái nọ, thuốc tiêu cái nọ thôi, kiểu như mình ra tiệm thuốc tây mình mua thôi ha. Ừ. Chứ giờ kiểu này mà muốn đi khám như bệnh viện cũng khó khăn cho anh ha. Khó lắm. Dạ. Không bác sĩ nào khám được đâu, không cho khám anh. Không cho khám hớt tóc mà còn không cho hớt nữa. Ốc thí không đó. Nó hay không? Nó không cho hớt đâu. Sao không cho hớt? Hớt tóc cho đẹp nha. Anh chịu không? Không, đừng nói nữa. Thôi. Ê mày.
thôi 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 nó khủng bố lên bây giờ đó. Dạ. Thấy thấy tội quá nhà. Ở nhà mình vẫn có cầu tiêu cầu tắm đồng vàng hết lắm ha. Có. Nè cũng đỡ ha. Rồi hai bác ngày xưa mất là cũng tuổi già hết lắm, cũng bệnh hoạn gì không anh? Ông bệnh. Ông bố ha. Bị gan. Dạ. Bà còn bà bị đi bán với số về bị nhồi máu cơ tim bắt bác tử. Dạ. Bà mập lắm. Dạ. Bác ngày xưa bác gái ngày xưa cũng mập mập hả? Ổng thì nhậu quá nhậu ông bị gan. Dạ. Rồi hàng ngày vậy là coi như ăn uống là coi như bây giờ còn xóm rồi tao quyên góp ta cho mình hết lắm thì ta cho thì mình hà tiện hà tặng mua cái gì nấu ăn hai anh em ăn họ không có ra ngoài mua 20.000 bạc đồ ăn rồi chứ 10.000 đồng cơm trắng cơm ký á rồi về ăn người này cho khi 50 khi 30 nọ khi 100 cũng có mà khi người đem có gạo cho gạo nữa lâu lâu mới có một lần trong hẻm trong hốc này ai biết đâu. Dạ. Trước giờ là anh cũng có đi khám rồi ha, có đi khám nè bệnh nhiệt tăng nè thuốc thuốc không đó nè thuốc nè thuốc nè những thuốc. Cái thuốc này là của anh Lắm uống hàng ngày trong bệnh viện nhiệt tăng đó. Dạ, thì những cái thuốc này là anh uống hàng ngày. Nếu như mà ảnh mà có chuyện gì nữa rồi thì không biết người em trai như thế nào. Thấy rất là đau lòng đó cả nhà. Đó, cái hồ sơ của bệnh viện Nhật Tân đó. Dạ. Hàng ngày Lắm cũng chỉ lanh quanh lẩn quẩn ở trong nhà không chứ không không đi đâu được ở nhà. Nếu mà bước đi ra đâu khỏi nhà chút xíu là ra cái bàn nó ngồi là vô ra bàn là vô đây đó. Dạ. Mệt thì vô đây nằm đó. Lối ôm sùm chứ cũng không đi đâu được. Đâu giờ ra đó là mệt rồi. Ở đây là trực thuộc về xã nào và huyện nào vậy anh? Cái này thuộc về khóm Châu Long 2. Dạ. Khóm hả? Khóm Châu Long 2. Khóm Châu Long 2 hả? À. Dạ. Phường B. Phường B. Thành phố Châu Đốc hả? Ờ. Dạ. Khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B. Dạ. Thành phố Châu Đốc. Dạ. Đây mưa gió chắc cũng không tạt đâu ha anh Lắm ha. Lớn là tạt vô luôn á. Mưa lớn tạt ha. Tạt là tràn vô luôn đó. Ở đây em thấy dường như là khu dân cư vậy hết lắm. Cái này không phải. Không phải hả? Hẻm. À hẻm hả? Rồi coi như là tối là anh ngủ giỏng đó ha anh Lắm hả? Thì nó ngủ mùng tôi dân mùng cho nó. Yeah. Tôi ngủ cái giỏng này nè. Dạ. Yeah. Mà ngủ không được đâu thức không à. Thức tới yeah. Sáng không đó. La hoài sao ngủ được. Ngủ mùng coi như là lăn tới lăn lui thôi chắc cũng nằm ở ngoài ngoài mùng chứ. Nó giật rất mùng không á. Dạ. Mà cũng văng lại à. Mà nó ngủ. Dạ. Nó ngủ. Dạ, vẫn ngủ ha. Ờ, gần sáng nó ngủ. Vậy thức đêm mà chừng mệt mỏi quá. 3 giờ mấy 4 giờ nó ngủ. Tôi cũng vậy, gần sáng tôi ngủ tới 8 9 giờ. Dạ. Đó. 8 giờ thức nó tới thức mà tôi mà thức thì lại mà cái ăn á là 11 giờ tới cơm trưa luôn rồi nó mệt mỏi ngồi gì nó mệt. Dạ. Ban ngày thì ít la hả anh Lắm? Ban ngày cũng la tôi đi nó la đó. À coi như anh đi là la đi. Ờ nó la ghê lắm. Sợ anh đâu lắm. Sợ. Biết sợ biết ha. Dạ.
Tao hỏi đụng chuyện nó không sợ đâu. Như anh nãy nó không sợ đâu đó. Đúng rồi. À ạ kìa, con tay ạ. Nó không sợ đâu. Cái nào nó không thích là nó sực nó cự là không may sợ ai dân á. Dạ. Cái nãy nói vụ đốt tay cái đền cự liền á. Nó vụ hốt lóc quá. Phản đối liền. Rồi anh tắm rửa đồ cho chịu không? Không có ấm gì lấy con đỏ đó. Dạ. Lao mình lau mẩy thôi chứ tắm đâu nào ẩm đâu có nổi đâu. Ẩm không nổi thiệt. 70-80 kg mà sao ẩm nổi. Dạ. Nổi mà đỡ lên không là tôi muốn xỉu rồi. Thì cái người em của anh lắm nằm lên. Nổi mà đỡ không là tôi muốn xỉu rồi đó. Nhưng mà ảnh thì có da có thịt rất là nặng. Thành thử anh lắm giờ bệnh hoạn mà muốn ẩm. Trời ơi tôi còn có bao mấy ký với nhiều. Thì anh lắm thì Nguyễn Ngọc thấy ảnh rất là ốm rồi cả nhà. Mình có bệnh lao phổi gì nữa không lắm? Có. Dạ, lao phổi rồi đó ha. Có. Rồi tiểu đường, cái tiểu đường này nó có hai bệnh à. Cái tiểu đường này nó con người mình nó biến chứng qua vào bên phổi tôi mới ho đó. Dạ. Là coi như bây giờ hàng ngày là mình uống thuốc tây. Không vậy không đó. Coi mình kiếm thêm cái thuốc nam uống thử anh lắm. Đi không nổi. Dạ. Không khổ cái giờ bệnh hoạn đi không nổi. Bệnh không nổi là bệnh phổi á. Nếu anh mà có chuyện gì mà đi không nổi cái nữa là cái người em này không biết sao. Tới đâu hay tới đói sao bây giờ. Đói, mỗi lần mà đói anh có biết kêu la gì không? Hỏi ăn cơm không? Chỉ vô ngực quá nha. Dạ. Chỉ, nếu mà chỉ vô ngực là chịu ăn cơm là đói bụng. Dạ. Còn mà không trả lời không là im ru à. À, nếu mà không đói là phải im ru. À. Đâu bỏ được, ăn cái gì thì tôi ăn cái gì, ăn cái nấy. Dạ. Tôi uống cái gì thì uống cái đó. Dạ. Không bỏ gì phải ăn đồ ngon mà bỏ. Hồi lúc nhỏ là coi như mới sanh ra là cái như nằm luôn đó anh đó. Đầu bự lắm. À hồi đó đầu bự hả? Cái đầu nó bự dữ lắm. Tính là gỡ đi rồi đó. Mà không gỡ. Mà sao lớn lên rồi thấy cái đầu cũng bình thường hết lắm ha. Nó rút lại. Có thuốc. Thuốc vaccine đó. Dạ. Yeah. Vaccine của chất độc da cam á. Dạ. Chú. Chứ em thấy nhiều đứa bé mà ra cái đầu bự nằm chờ giờ đó là cái đầu nó nặng đi không nổi là cái tuổi thọ nó kém lắm. Cái đó là quá thuốc bị chất độc dioxin quá trời. Cái đó quá nặng rồi. Quá nặng này. Lê lại nó bệnh ngay trang trung tâm rồi đó. Yeah. Rồi chiều giờ là coi như là anh mua cơm hả hay mua cháo? Cháo. Chưa mua gì hết trơn. Cái này ăn cơm trưa ăn không hết đó. Dạ. Yeah. Lăn hoài. Chút nữa có người đi mua rồi gỡ mua 10.000 à. Anh em ăn được rồi. Tôi ăn chừng chén chút xíu à. Ăn mạnh lắm. Thì rồi xong người đút nó. Lát nữa hàng xóm đi ngang thì gửi cho họ mua giùm 10.000 cơm anh. 10.000 cơm hai anh em ăn. Thì anh lắm anh bệnh thì anh ăn cũng không nhiều nhưng mà còn chén một em, à người em thì ăn rất là mạnh ha, ăn khỏe anh ha. Người em thì nói chung là ăn uống bình thường. Dạ. Yeah. Cho về ăn lấy à. Dạ. Yeah. Có cái là giờ chỉ nằm đây thôi. Nếu mà đi đứng đi tới đi lui được sinh hoạt và vệ sinh thì đỡ cho anh hết lắm. Đúng rồi, có người mà tiếp tôi cái nọ tôi nhập viện rồi tôi sống. Dạ. Tôi khỏe. Thì nghe anh nói rất là tội cả nhà. Tôi nhập tăng kêu nhập viện nè. Thôn 8 chồng kêu nhập viện nữa nè. Dạ. Và tôi cũng nói hoàn cảnh luôn vậy đó. Nhập không được. Hoàn cảnh khó khăn lắm. Tôi mới chán nản tôi không vô nhập viện. Tôi mua thuốc tư nhân không đó.
Thì hôm nay em đến đây thì em cũng chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em anh ha. Dạ. Video của Ngọc đến đây, của Ngọc cũng xin tạm dừng ở cả nhà. Ngọc xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Cả nhà nhớ bấm đăng ký cho của Ngọc để của Ngọc có thêm nhiều động lực đi với những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Ngọc xin chào cả nhà.